Hai, chào tất cả mọi người. Thì bữa nay mình có con bạc má mà anh chủ nuôi bị hoại tử một cái giò vàng giò luôn mọi người. Thì anh em nào hết thì nói chung mình tới nhà mình bắt. Thì bữa nay mình tặng cho một con khúc bạc má luôn, bạc má máy. Bạc má nha mọi người, nhưng mà nó bị mắc một khúc chân, là từ cụ lự xuống bàn chân mọi người là nó bị mắc. Thì anh em nào hết thì tới nhà mình tặng cho. Thì nói chung là tại vì ảnh nuôi mình thấy tội quá thì mình bắt luôn. Mọi người đợi mình xin bắt cho mọi người xem. Rất là đẹp. Nhưng mà khổ nổi cái là nó chỉ mắc cái chân đó thôi. Mình đang định thả, nhưng mà về nhà mình thả ra sân vườn nè mọi người. Nhưng mà mình sợ chó mình nó bắt. Đây nè mọi người, nó bị hoại tử cái khúc này nè. Đây. Chim rất là đẹp nhưng mà nó lại bị tội lắm mọi người. Thì anh em nào có thể là bắt về và chăm thì con này là mình tặng. Anh em nào thích thì đến nhà mình nha. Thì nói chung là mình không ship nha, mình chỉ tặng khi đến nhà mình thôi nha. Thì số điện thoại mình là 0929887346. Anh em nào tới nhà trước thì bắt trước, cho nên là mình không biết ai đến trước đến sau gì hết nha, chứ bơi trước là mình bắt trước. Thì giờ mình đem ra đây mình thả thôi mọi người. Ăn uống bình thường, mập lắm. Chỉ có cái là nó không có đứng được hai chân thôi. Do nó bị mắc cái cụ lự không mọi người.